á. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món bò cuộn kim chi đó các bạn. Trước tiên thì mình bỏ cái tỏi và hành mình đã băm sẵn rồi, bỏ vô cho nó thơm. Một chút bột ngọt. Tiêu cho nó thơm. Vì mình không có ướp cái gói sốt đó các bạn, cho nên mình bỏ thêm chút tương và cà cho nó ngon hơn, thay cho cái nước sốt. Tương ớt, bây giờ là tương cà. Chút nước mắm nữa. Sau đó mình sẽ trộn đều cái gia vị hỗn hợp lên. Mình trộn đều lên, sau đó mình để tầm cỡ 15 phút. Mình sẽ đem ra cuộn sau. Sau khi 15 phút, mình để 15 phút cho gia vị nó thấm vô thịt đó các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình đem ra để mình cuốn cái kim chi nha. Trải đều to cái miếng thịt ra. Mình lấy kim chi, một miếng nhỏ kim chi mình bỏ vô mình cuốn. Mình cuốn được một miếng rồi. Cái này mình chỉ cuốn theo cách của mình thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn có bạn nào mà có cái cách mà cuốn kim chi ngon và hấp dẫn hơn thì chia sẻ giùm cho mình với nha. Mình đã cuốn xong rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái bếp nướng ra, mình nướng. Hôm nay mình sẽ ăn chung kèm theo cái bí đỏ. Mình sẽ nướng luôn cái bí đỏ nữa. Giờ mình sẽ đi lấy bếp nha các bạn. Bây giờ mình đã chuẩn bị bếp rồi, mình đã gâm lên cho bếp nó nóng á. Trước khi mình nướng mình sẽ bỏ một chút dầu ăn vô. Bỏ chút dầu ăn vô cho nó không bị cháy á các bạn.
tuần trước mình mua cái sốt ướp gia vị cho kim chi ở siêu thị bằng cái gói sốt đó, cái đó nó cũng ngon lắm. Nhưng mà hôm nay do hết rồi nên mình tự ướp theo cái cách này của mình, không biết có ngon không nữa. Thơm ghê luôn các bạn, người thơm. Cái bò kim chi này nướng nó cũng rất là nhanh chín đó các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ nướng cái bí đỏ. Bí đỏ mà mình nướng cái bếp này nè các bạn, mình nướng nhanh chín á thì mình nướng, mình cắt mỏng mỏng ra nướng cho nó nhanh chín nha các bạn. Khi mà nóng quá nó văng đó các bạn, nên là khi mà nó văng quá thì mình phải hạ lại, hạ nhiệt độ lại cho nó đỡ văng ra ngoài. Thơm ghê luôn các bạn, mùi rất là thơm. Chín rồi các bạn ơi,
mình nướng chắc tầm phải 15 phút á, thì bò nó mới bắt đầu chín. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Đây mình đã chấm cùng với tương, xuyên sốt tương của Hàn Quốc á. Cái tương mình thấy rất cũng rất là ngon. Ngon các bạn ơi. Nếu các bạn muốn ăn cái món bò nướng kim chi này các bạn, nướng thử theo cái cách ướp gia vị của mình á, theo mình thấy thì ăn cũng rất là ngon các bạn, thay thế cho cái nước súp á. Để ăn miếng bí bí cái nãy giờ nướng cũng chín. Thịt bò thì rất là ngọt, kim chi thì ăn rất là giòn, ngon lắm các bạn. Mình rất là thích cái món này. Bí này nướng cũng rất là bở, ngon quá. Kim chi nó giòn ghê luôn các bạn, nhai sần sật rồi.
cát cà rốt này các bạn. Mấy hôm nay thời tiết ở Sài Gòn á nóng ghê luôn các bạn, nên là nhà mình cứ hay mua trái cây về để ép nước ép uống cho mát. Bí mà nướng lên vậy nó cũng ngon lắm các bạn, nó cũng hơi giống giống cái khoai tây chiên á. Mình không có nướng bí đỏ thì mình nướng đậu bắp hoặc khoai tây chiên cũng ngon, hoặc là mình thích ăn cái rau củ gì thì mình nướng kèm theo cái đó. Mình thích ăn bí đỏ nên là mình nướng bí đỏ. Dịp thì các bạn hãy làm bò cuộn kim chi cho gia đình mình thưởng thức vào những dịp cuối tuần nha các bạn. Cái cách chia sẻ thì nên gia vị thì rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là ngon. Video của mình cũng dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký và like ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.